phố mây chiều về ngang ngàn thông nghiêng bóng lúng liếng em nét mi vương buồn ngất ngây mơ màng sao xuyến triền cao hương của ngàn thông đâu phải mến yêu duyên ngầm bẽn lẽn trao niềm nhớ mong trách ai kia quá vụng về làm nửa câu thề rơi tai tê biết là không thể sao vẫn cứ yêu sương chiều mênh mông lửa tình cháy mãi ngần ngơ đi giữa chiều vàng biết là không nhau vẫn chờ thì mình phải nhúng phân trâu. Dạ. Nhúng phân trâu xong rồi mình phải phơi trong cái này đã phơi trong 2 ngày. Dạ. Nhúng phân trâu thì nó có tác dụng gì ạ? Phân trâu nó có một cái chất keo. Dạ. Từ đất sét.